Dạ, con biết rồi mà. Mẹ với lại cô Cúc với cô Trúc cứ yên tâm dọn nhà đi, để quán con canh cho. Nhiên. Dạ dạ, rồi con biết rồi. Dạ, yên tâm nha mẹ yêu. Dạ. Hello Thư. Chào Thư. Ủa, không phải cổ đang quen Khoa hả ta? Thư ơi. Thư. Đợi em xíu. Cần uống gì nè? Bữa nay tự nhiên người ta thấy mệt quá à, không muốn uống. Được rồi, chút nữa anh sẽ kêu một cái ly nước ra, anh uống xong anh truyền cho em uống, được không? Ghét ghê à, người gì đâu mà hiểu ý người ta quá à. Vậy là sao? Không lẽ cẩm chướng cắm sừng Khoa rồi đi quen ông này? Thư cho hai ly nước ép uống. Em muốn uống ép gì? Ép ổi đi. Thì em kêu đi. Thôi anh kêu đi. Em kêu đi. Thôi anh kêu đi. Em kêu đi. Thôi mà anh kêu đi. Thôi giờ gì nè, hãy mình cùng kêu ha. Ừ. Ép ổi. Hai người có vẻ là người yêu thiệt. Vậy là Khoa chỉ đang đơn phương cẩm chướng thôi. Chết rồi, không được để Khoa biết chuyện này. Thư. Ép ổi. Ép ổi. Đâu đấy, em đi đâu đó? Mẹ, làm gì vậy? Hôm nay thích nghỉ chung quán ế lắm, rảnh hay sao vậy chị? Đâu có. Em đi về đi. Không, đâu có được, bậy tầm bạ. Đi đem tới em phụ chị mà về vậy? Phụ gì? Không cần phụ. Quán này một mình chị trông được rồi. Em về nghỉ ngơi đi, đi về nghỉ ngơi đi. Không, bây giờ chị không phụ thì em vô em coi thôi chứ em... Coi, em có gì đâu coi. Em về nghỉ ngơi đi, em phải nghỉ ngơi chứ. Không, hồi nãy em vô em nhảy chung chị là chị biết khỏe rồi, nghỉ chi chị? Chị nhảy là chị khỏe rồi, chị trong quán một mình chị cũng khỏe rồi, đâu cần em phụ nữa đâu. Hôm nay chị sao lạ vậy trời, em tới đây em có hẹn với chị cắm chướng mà. Em có hẹn với cẩm chướng hả? Sao vậy chị? Hôm nay chị sao vậy? Có chuyện gì chị nói em nghe thử coi. Khoa. Trời ơi, hai em đi về đi Khoa. Không được, tự nhiên sao cái vậy này, chị xin em luôn á. Em mà vô là cái này em đau lòng lắm á Khoa, chị không muốn em đau lòng đâu. Không, em cảm giác mình đang phấn khởi lắm, chẳng gì làm em đau lòng cả chị. Sao vậy? Đau lòng chuyện gì? Không mà. Thôi em nghe chị, em đi về đi. Mấy cái này em đừng có nên gặp phải. Không phải chị, cái em cần nghe là cái lý do kìa. Còn cái đi về nó vô lý quá, chị nói em nghe coi. Em với cẩm chướng không được đâu. Em cẩm chướng có gì không được, em thấy bình thường mà, quá được đi chứ, sao vậy chị? Hả? Có chuyện gì chị nói em nghe coi. Thì trời ơi Khoa, không có được đâu. Em sẽ đau lòng lắm đó Khoa, chị không có muốn như vậy đâu. Chị, thứ nhất là em thấy là cái chuyện này em với chị chướng quá được. Cái chuyện thứ hai là sáng ăn sáng rồi, đau bụng không đau thì lấy gì đau lòng hả? Cái gì? Sao em cứ cố chấp vậy Khoa? Chị mới cố chấp, bây giờ chị nói ra đi. Em rất là buồn luôn đó, em không biết hả? Em nghĩ là chị không biết hả? Chị biết hết. Biết gì? Em làm đồ ăn cho chướng đúng không? Thì em quan tâm người ta làm gì? Ủa thì dĩ nhiên là làm đồ ăn có cảm tình, thì có cảm tình làm thì là phải quan tâm rồi. Thì nhưng mà chưa có bạn trai rồi. Thì sao chị? Trời ơi Khoa, sao em cứ chấp nhận yêu đơn phương vậy hả Khoa? Em có biết yêu đơn phương là rất là buồn không? Trời ơi, em không có thể nào để cho mình cứ bị tổn thương vậy hoài được. Em đâu có để gì đi. Sao mà em chịu nổi được Khoa? Em phải thương bản thân em chứ. Em không thương bản thân em một chút xíu nào hả? Em thương bản thân em, sáng nay em mới ăn sáng đó. Còn cái chuyện chị nói là cái chuyện quá bình thường. Em biết cảm chứng đâu có cái nhưng gì đâu. Nhưng mà người ta có bạn trai rồi mà sao em yêu đơn phương người ta hoài như vậy? Em yêu hồi nào trời? Chuyện sao vậy? Em đừng tự dối lòng nữa. Em đang giấu chị đúng không? Em không cần phải giấu vậy đó. Em có thể chia sẻ với chị. Chị sẽ là người bạn ở bên cạnh để chị sẽ lắng nghe em hết. Em yêu đơn phương là rất là buồn, chị biết cái cảm giác đó nha Khoa. Chị Thư à,
chị đã hiểu lầm rồi. Em với Cẩm Chướng chỉ là chị em bình thường với nhau thôi. Chị thừa biết trong lòng em chỉ mãi mãi có một người duy nhất thôi. Gài nút cổ áo cổ vô để gió vô bình. Nhớ một người duy nhất. Hẹn em ra đây chi vậy? À, quên nữa. Đây nè, chị có cái này. Workshop về công nghệ thông tin đó. Em biết không á, chị phải nở nụ cười công nghiệp cho tiếng đồng hồ mới xin được cho em đó. Nè, biết không, cái workshop này hay lắm nha. Em tới đó đi, em sẽ được người ta định hướng về nghề nghiệp của em. Chẳng những vậy mà em còn tham gia mấy chương trình mà gọi là học bổng quốc tế luôn đó. Cơ hội cho em đó, nhớ tới nha. Hay thiệt. Đúng, đúng ý em luôn á. Em muốn đi vụ này lâu lắm rồi. Cảm ơn anh chị nha. Không có gì, tụi chị là cũng nhờ em mà. Vì phía sau cơn mưa cầu vồng sẽ tới. Ngày tháng trôi đi nhanh, muộn phiền ta sẽ rồi vơi.